Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món cháo khoai lang nhé. Để cho ngày hè mình có một món ăn ấy. Với những người già và trẻ em ấy, khi ăn cơm ngày những ngày nóng lực rất không muốn ăn cơm các bạn ạ. Thì các bạn chuẩn bị cho mình 1 kg khoai này. Đậu đen thì các bạn chuẩn bị cho mình 150g và mình ngâm nhé. 5-6 giờ thì nó sẽ rất nhanh chín. Gạo lếp, các bạn ngâm cho mình độ 50g gạo lếp các bạn ạ, để cho độ cháo của mình có độ sánh ấy. Nó sẽ đặc và ngon mà lại đủ chất dinh dưỡng. Các bạn chuẩn bị cho mình dao và nạo nhé, thì để mình gọt cái khoai này nhé. Mình sẽ cho nước mình gọt để cho cái nhựa khoai nó không bám vào tay. Đậu và gạo khi chúng ta ngâm được rồi thì các bạn đi vo cho mình để cho nó hết cái nước chua này đi. Sau đó mình sẽ cho vào nồi để mình nấu. Mình khi thời tiết nóng lực như này, như bố chồng nhà mình già ấy, ông không thích ăn cơm, thứ là chỉ có ăn cháo các loại khoai tiếp hoặc là cháo bí đỏ. Còn nấu chè lên thì ông mình ăn, còn cơm là không ăn. Nên là nhà mình hay làm những cái món này. Ngày xưa mình bé, mẹ mình cũng rất hay nấu cái món này cho chúng mình ăn. Nhất là trẻ con ấy, chúng các cháu lười ăn hoa quả ấy, hoặc là rau ấy, thì ăn cháo như này cũng rất tiêu hóa cho cháu cũng đỡ. Các bạn có thể ăn với đường hoặc muối nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong này và mình sẽ cho gạo lếp các bạn lo sạch cho mình và đậu đen các bạn nhé. Các bạn sẽ cho lên bếp để mình ninh trước cho nó nhừ. Mình cho nước vào. Tùy theo lượng đậu và gạo nhé thì các bạn cho nước nhé, sau đó mình có thể cho thêm nhé và mình sẽ cho lên bếp mình nấu trước. Thì các bạn khoai sau khi chúng ta gọt xong sạch sẽ nhé, các bạn cho mình một chút muối vào để mình thái nhuyễn ra, mình nấu cho nó nhanh chín. Khoai nó hơi chậm. Mình ngâm trong nước muối loãng này thì cho nhựa khoai nó sạch đi các bạn ạ. Chốc nữa là khoai của mình nó ra nhựa rất nhiều và nó rất đục các bạn ạ. Mình thái nhỏ thì khoai của mình nấu cho nó sẽ nhanh dừ hơn. Mình để có củ nấu cũng được các bạn ạ, thì các bạn có thể cho vào nồi hầm ấy, thì nó nhanh nhé. Đây các bạn, khi mình thái xong các bạn ngâm cho mình trong nước muối như này, bạn thấy không, nhựa khoai nó ra rất nhiều và nó rất đục nhé. Thì nướng khoai của mình nó sẽ trắng và ngon hơn khi mình nấu cháo lên nó. Hết cái nhựa thì nó đỡ chát đấy. Bây giờ các bạn rửa sạch cho mình bằng nước bình thường nhé. Sau đó mình sẽ cho vào nồi. Mình nấu luôn cùng đỗ và gạo lếp. Đây các bạn, khi nồi cháo của mình đang sôi nhé. Và mình sẽ cho khoai vào. Các bạn đổ cho mình vỏ khoai vừa nãy mình đã rửa sạch nhé. Các bạn cứ nấu cho mình ngập nước như thế này nhé. Nếu mà các bạn muốn ăn nhiều nước hơn ấy, thì chút nữa mình có thể, khi khoai nó bở ra thì mình có thể cho thêm nước nhé. Các bạn cho mình ít muối vào.
dù cho các bạn ăn đường hay là ăn chút mắt ăn với đường ăn với muối hoặc mắm nhé, thì chúng ta cũng cho một chút muối vào thì nó sẽ có vị đậm đà ngon hơn nhé. Và bây giờ các bạn ninh cho mình cho nó dừ hỗn hợp này lên là được. Các bạn khi sôi thì các bạn nên dùng đũa các bạn quay đều cho mình nhé, không có những cái hạt gạo lếp ở dưới ấy, sợ nó sẽ làm cho bén nồi các bạn ạ. Đấy, khoai của mình cũng đã chín rồi và mình thử xem đậu và đỗ chín chưa, đậu và gạo ấy. Mình sẽ thử nhé, rất mềm rồi các bạn ạ. Mình thêm một chút nữa để cho cái khoai của mình nó nát ra thêm, hoặc là các bạn có thể dùng thìa dần ra, mình dùng thìa mình dần nhỏ cái khoai này ra các bạn ạ. Với lượng nước như này thì nồi cháo này của mình là được rồi. Mình cho nhỏ lửa, mình dần nát cái khoai này ra. Đây, sau khi mình nấu nồi cháo nhá, nó đã dừ hết rồi và mình dần ra khoai cũng nát hết các bạn ạ. Các bạn tắt bếp nhé và mình sẽ múc ra bát để thưởng thức các bạn ạ. Đây, mình sẽ mở cháo các bạn. Nó rất là nhuyễn như thế này rồi, gạo cũng lở hết độ rồi và khoai cũng nát như thế này là được rồi các bạn nhé. Giờ mình sẽ múc ra bát để thưởng thức cái món này cho ngày hè nóng nực. Các bạn có thể ăn với đường hoặc với mắm nhé, tùy theo sở thích của mỗi gia đình hoặc mỗi người nhé. Mình không cho cái gì vào đây cả, không cho đường cũng không cho mắm, để cho như gia đình tùy theo. Như nhà mình có người thì thích ăn ngọt, có người lại thích ăn mặn, cho nên là có thể dùng được hai cách. Thì các bạn, nồi cháo của mình đã nấu xong đấy, với nguyên liệu là 1 kg khoai lang các bạn ạ, với 150g đậu đen và 50g gạo lếp để cho nó sánh các bạn nhé. Các bạn không thích dùng gạo lếp thì các bạn có thể cho thay thế bằng gạo tẻ cũng được nhé. Và mình đã có một nồi cháo như này rồi, cho gia đình nhà mình thưởng thức trong khi ngày hè nóng lực, nhất là với người già và trẻ em không muốn ăn cơm ấy, thì cả người lớn chúng ta cũng ăn món này cũng rất thích. Nhưng mình mà nấu cháo như này mình có thể ăn trừ cơm luôn. Bát cháo rất sánh và ngon các bạn ạ. Mình sẽ ăn với đường. Với cách nấu cháo này thì không mất nhiều thời gian của các bạn mà lại có được ngay món cho gia đình nhà mình ăn. Các bạn có thể nấu bằng nồi cơm điện cũng được nhé. Nấu bằng cơm điện thì mình chú ý là cháo hay bị trào ra ngoài hay bẩn nồi ấy. Sản phẩm của mình sau khi mình nấu xong đây các bạn ạ, rất thơm và ngon và sánh điện mà đảm bảo là vừa mát vừa ngọt cho ngày hè mà vẫn đủ được chất dinh dưỡng, bổ dưỡng cho ngày hè đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê. Mình trộn món này lên là có thể thưởng thức rồi, với bát cháo. Đây là đậu đen mình mới trồng đấy, mình mới hái về đấy, nên là mình chỉ cần ngâm qua nó đã lở. Nhưng thường các bạn mua đậu là họ sẽ để lâu hoặc là người ta phơi nắng kỹ thì nó sẽ lâu được chín nở, thì các bạn phải ngâm cho mình 5 đến 6 giờ thì nó sẽ chín nhé, nó sẽ nở, mình nấu thì sẽ nhanh chín hơn. Nguội một chút nữa thì ngon hơn các bạn ạ. Rất ngọt và mát dịu.